Ok, còn 5 tuần nữa thôi là đến kỳ thi. Thế nên là Dũng Modi đã có chuẩn bị tinh thần lên thớt với các bạn với một kỳ thi thử online miễn phí được tổ chức hàng năm, mỗi năm 2 lần trước kỳ thi cho các bạn. Đề thi này thì nó bám sát đề thi thật 95%, tức là nó đã có được chỉnh sửa về các dạng đề nó mới nhất so với những năm gần đây rồi nhá. Và các bạn có thể xem luôn được kết quả ngay sau khi thi. Về lịch thi ạ. Konnichiwa. Chúng ta sẽ có 5 tuần thi vào thời gian cuối tuần mọi người nhá. Chúng ta sẽ gọi nó là 5 đợt. Đó, có 5 đợt thi. Và cái đặc biệt nhất ở đây đó là cái đợt thi đầu tiên sẽ bắt đầu vào tối nay mọi người ạ. Ok, nhớ thăng bạn bè và làm thử nhé mọi người. Đợt 1 thì chính thức bắt đầu vào 19 giờ. Giờ Việt Nam nha mọi người nhá, 19 giờ tối nay ạ, tối thứ 6 ngày mùng 7 tháng 6 và kết thúc vào đêm ngày chủ nhật ngày mùng 9 tháng 6, tức là ở đâu chạy đâu mất rồi. Đến 23 giờ 59 phút ngày chủ nhật nha mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ có hơn 2 ngày để có thể làm một đề thi thử. Nên là các bạn có thể cố gắng sắp xếp thời gian để làm được hết cái đề thi thử này nhé mọi người nhé. Đó, các đợt thi tiếp theo thì khung giờ cũng tương tự nhé mọi người nhé. Cứ vào cuối tuần, từ tối thứ 6 đến hết ngày chủ nhật, chúng ta có từ giờ đến lúc thi là 5 tuần. Thì chúng ta sẽ có đúng 5 đợt thi. Riêng cái đợt thi cuối cùng thì nó sẽ kết thúc vào đêm ngày thứ 7. Bởi vì là chủ nhật chúng ta đã đi thi thật rồi đúng không ạ? Thi ở đây là chúng ta sẽ thi online mọi người nhé. Đây, chúng ta thi online, mọi người có thể vào website hoặc là vào app Dũng Modi đăng ký một tài khoản nếu mà các bạn chưa có. Đăng ký miễn phí cho mọi người nhé, chỉ có 2-3 bước gì đó thôi. Đăng ký miễn phí một tài khoản trên app hoặc là trên web của Dũng Modi là các bạn có thể vào thi thử được rồi. Hay, chúc mọi người có bài thi thử tốt nhất ở đợt thi đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước luôn vào nội dung buổi chữ đề ngày hôm nay. Y desu ka? Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với series livestream 8 tuần đếm ngược phần từ vựng chữ Hán ngữ pháp của N3 và N2 với những câu khó mọi người nhé, những câu khó. Ok, hai, rồi câu đầu tiên vẫn là dạng cách đọc của chữ Hán, các bạn có thể comment. Rồi Bảo Long một huyết áp đúng không? Ok, vô danh một ạ. À vâng, Quý Tộc một ạ. Huyết áp đúng không? Phương Anh Phan một. Ok, câu này thì khá là dễ rồi, chắc là các bạn sẽ không bị nhầm. Chữ huyết với chữ áp, Hán Việt của nó cũng là huyết áp luôn đúng không ạ? Đọc là kiệt sư áp với nghĩa là huyết áp. Câu này là gì đấy ạ? Kino byoin de kiệt sư áp hakarimashita. Hôm qua thì tôi đã đo huyết áp ở bệnh viện. Đơn giản thôi, đúng không? Những đáp án khác thì nó không có nghĩa gì cả mọi người nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 2 luôn ạ. Câu số 2. Đây sẽ là một câu mà mọi người nhớ nó thường là sẽ lừa chúng ta nhá, nên là hãy cẩn thận. Mình đang làm gì ạ? Đang làm những câu khó mà. Câu này có vẻ ít bạn chọn đáp án hơn này. Bạn Hiền chọn một, Trần Hiền chọn một, Hoàng Phạm một, Ngọc Lợi một, Như Quỳnh hai, là Hô Cô à? Hô Cô. Kế Lâm một rồi. Hai đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 1 nhé mọi người nhá. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án số 1 ạ. Hai, Hogaku. Ngay từ đầu khi mà làm câu này thì mình đã có nhắc mọi người là đừng để người ta lừa rồi đúng không? Hai, hai cái chữ này thì bình thường sẽ đọc là Hogaku. Cái âm môn của nó ấy. Hô và các cự đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây nó sẽ đọc là Hogaku nhá. Hogaku. Còn Hoko chắc chắn không phải rồi. Hô cô thì nó sẽ là cái chữ hướng này các mọi người. Chữ phương với chữ hướng ghép lại mới đọc thành hô cô đúng không mọi người? Đó, nên là chắc chắn số 2 với số 3 là sẽ sai nhá. Hô các cự ở đây nó là phương hướng về mặt địa lý mọi người nhá, phương hướng về mặt địa lý. Còn cái từ hô cô này thì nó có dùng rất là chung, có thể để về mặt địa lý cũng được hay là hướng đi trong công việc. Đó, cũng sử dụng được cái từ hô cô này. Nên nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Đây là trong lúc mà mình cứ đi bộ, cứ đi dạo các thứ ấy thì mình bị lạc đúng không? Mình không biết hướng nào nữa, không biết là mình đang ở đâu nữa. Kiểu như vậy. Ok, đấy, rồi tiếp theo sang câu số 3. Eki de atarashii kokoku o mimashita. Tiết Yuki 4, Lý Trần 4, Văn Long 4,
Thảo 4, Phương Anh 4, Châu Ngô 4 ạ, hai, ok, Đặng Thị Xuân 4, rất là chính xác ạ. Chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 4 mọi người nhé. Cô cự ở đây là quảng cáo mọi người ạ. Chữ quảng với chữ cáo luôn. Thì tôi đã nhìn thấy cái quảng cáo mới ở ngoài ga. Được chưa? Những cái chữ này nó đều không có nghĩa nhá. Nó chỉ ghép lại vậy thôi, chứ không có nghĩa gì cả. Đấy, tiếp theo là câu số 4 á. Hiền 3, tuyết mùa hè 3, Yô kỵ sổ, Thảo Thảo 3 này, Châu Ngô 3. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 3 đúng không? Yoki. Yoki đây là những cái đồ đựng nói chung nhá. Những cái đồ đựng nói chung, những cái hộp, những cái chai, những cái gì đó để đựng đồ ấy thì dùng là yoki. Cái từ này sẽ đọc là gì? Soda. Hả mọi người? Từ này sẽ đọc là gì nhỉ? Kara đúng không? Kara. Kara là rỗng, trống rỗng ấy. Đây là kara no yoki, là những cái chai, những cái hộp mà nó rỗng, nó không có gì bên trong ấy. Được chưa? Và ato de kaishu ni kimasu. Những cái hộp rỗng ấy thì tôi sẽ đến thu sau. Được chưa? Ok nhá. Cái từ này thì là yogu, cũng là dụng cụ đúng không? Yoshi. Yoshi. Giấy. Được chưa? Giấy. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 5 phần kanji của N2 ạ. Từ này nếu mà để ý thì mình có thể thấy là nó rất là quen thuộc đúng không? Tiết mùa hè là 1 ạ, Nguyễn Khánh 1, Vương Hà 1, Lê Nguyên 1. Ok, các bạn đều chọn 1 là sát dươi đúng không? Sát dươi. Với nghĩa là chụp ảnh, ok ạ, rất là chính xác, sát dươi. Sát dươi có thể là quay phim chụp ảnh gì đó đúng không? Yamada-san wa itsumo koko kara yuhi wo sát dươi shite masu. Anh Yamada thì lúc nào hay là thường đúng không? Là sẽ chụp ánh hoàng hôn từ cái vị trí này, từ chỗ này. Ok chưa? Rồi, thật sự quay phim chụp ảnh mọi người nhá. Đấy, tiếp theo đến câu số 6 ạ. Đây là một cách đọc khá là đặc biệt. Rồi, Bảo Long 1, tóc bạc trắng, tiết mùa hè 1. Ok, chúng ta sẽ có đáp án số 1 nhá. Shida ga. Nó đặc biệt. Nó không đọc thành Shido ở đây nữa đúng không? Mà là Shida. Nhá, shida ga là tóc trắng. Câu này thì khá là hay này. Sono josei wa shoku no amari hitoban de shida ga ni natte shimatta という. Là người ta nói rằng, người ta bảo là gì đấy? Người phụ nữ đó hay là cô gái đó thì do quá sốc, thế nên là tóc đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Kiểu như vậy. Đúng rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 7 ạ. Câu số 7. Shukaku. Shukaku. Kotoshi wa taksan no yasai ga shukaku dekita sou da. Quý tộc 3 thu hoạch. Trần Hương 3. Kế Lâm 3 thu hoạch. Trần Huyền 3 thu hoạch. Ok. Rồi. Đấy, chắc là không có nghi ngờ gì nữa. Chúng ta sẽ có đáp án số 3 với nghĩa là thu hoạch mọi người nhá. Thì nghe nói là năm nay người ta đã có thể thu hoạch được rất là nhiều rau đúng không? Hay. Ok chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 8. Kansoku. Kansoku. Shumi wa hoshi no kansoku wo surukoto desu. Trần Nga 4 này, Kim Chi 4, Quan Trắc. Phước Hòa 4, Trần Đức 4, học kỳ 4. Idesu ne, Trịnh Mạnh 4 ạ. Bạch Trang 4, ok, chúng ta có đáp án, nó đáp án số 4 mọi người nhá. Chữ quan với chữ chắc ạ. Quan chắc. Quan chắc hay là quan sát. Được chưa? Quan chắc ở đây với nghĩa là quan sát và đo đạc. Đấy, thì đây là sở thích của tôi là quan sát những vì sao. Đó, quan sát những vì sao. Còn cái từ, cái chữ Hán này này mọi người, đừng bị nhầm nhá, cái chữ này là cái chữ khuyến trong cái từ susume đấy ấy, là khuyến khích, là giới thiệu ấy. Còn cái chữ này là sao nhỉ? Nó là cái chữ tắc, tắc trong quy tắc, kisoku đúng không nào? Ok chưa? Hay, khá là giống nhau đúng không nào? Hay, vẫn là khóa livestream luyện đề và cũng sắp đến ngày khai giảng rồi, vào thứ 2 tuần sau, 10 tháng 6. Nếu mà bạn nào có
mong muốn tăng điểm trong kỳ thi sắp tới thì có thể đăng ký khóa livestream luyện đề VIP 500 cùng thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và mình. Hai. Thời gian khai giảng chính là ngày mùng 10 tháng 6, tức là ngày thứ 2 tuần sau mọi người nhá. Thứ 2 tuần sau. Chúng ta sẽ học vào 24/6 từ 19 giờ đến 21 giờ ạ. Học phí thì siêu rẻ và quà tặng thì siêu nhiều luôn. Hai. Ok. Chúng ta đi đến với câu tiếp theo là câu số 9 nhé mọi người nhá. Câu số 9. Tìm một từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Câu này sẽ là gì ạ? この季節は昼と夜の気温の何々が大きい。Đây là phần từ vựng của N3 thôi mọi người ạ. Kim chi chọn 3. Kế lâm 3. Rồi hiên trần chọn 3. Ngô tiệp 3, khác biệt. Ok. Rồi cũng rất là xa rồi đúng không? Chúng ta sẽ có đáp án số 3. Từ này thì sẽ đọc là xa, là sự chênh lệch mọi người nhá. Sự chênh lệch, sự khác biệt. Ở cái mùa này, この季節は, cái mùa này thì sự chênh lệch gì nhỉ? Đây, sự chênh lệch xa ở đây đúng không? Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm nó rất là lớn. Có thể là ban ngày tận 35-40 độ, nhưng mà đêm chỉ có 10 độ thôi chẳng hạn. Đó. Ok chưa? Rồi, rất là chính xác. Hay nhá, cái này là đai. Từ này là đai, là cái kệ ạ. Cái kệ. Này là đan. Đan là tầng đúng không? Tầng. Còn này là detsu. Detsu là hàng. Ichi detsu, một hàng. Ok. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Kế hoạch o i dashita no wa Inoue kun da. Chắc là bố nạ là kangaete hapyou shita. Suy nghĩ rồi phát biểu. Còn đây thì là người nói ra đầu tiên, người khơi ra. Đây là ichiban saigo ni ta, nói sau cùng. Và nghe từ người khác và nói lại. Ngọc Tường chọn 1, Thảo Thảo 1, Lê Nguyên 1, Hương Lan 1, Bùi Trung Sĩ 1, Quyết Thắng 1, Ngọc Diễm 4. Ok. Ngân Nguyễn 1. Chúng ta có hai hướng đáp án là 1 với 4 đúng không? Hai. Ok. Rồi. Đáp án của chúng ta là đáp án số 1 mọi người nhá. Chúc mừng các bạn chọn đáp án số 1 ạ. Idashita là cái việc nói ra, khơi ra một cái gì đấy. Khơi ra một cái gì đấy. Nhá. Rồi, thế nên là chúng ta sẽ có đáp án số 1 là cái người mà nói cái chuyện gì đó đầu tiên, khơi ra mà, đúng không? Cái người mà nói ra hay là đưa ra hay là khơi ra cái kế hoạch này ấy, là cái anh Inoue Kun này này. Được chưa? Đáp án số 1 nha mọi người nhá. Ichiban saki ni itta, được chưa? Rồi, ai tiếp theo, vậy thì chúng ta đến với câu số 11 ạ. Grando, grando. Từ vựng N3. Ngọc Tiến, Jenny 4, Trần Hiền 4, Hà Dung 4 này, ok. Sân vận động đúng không? Chính xác. Rồi, hãy chúng ta sẽ có đáp án số 4, nó bằng với undojo nhá, là cái sân vận động. Sân vận động. Đó. Ý là hãy đến sân vận động lúc 12 giờ. Còn những đáp án khác thì sao? Cái này đọc là okujo nhá. Okujo là cái tầng thượng của mình á mọi người. Tầng thượng. Gọi là cái sân thượng thì đúng hơn. Cái sân thượng ấy. Cái chỗ mà chúng ta hay phơi đồ hay là gì gì đó chẳng hạn ấy. Trồng cây các thứ ấy thì nó là okujo. Cái này sẽ là taiikukan. Taiikukan. Phòng thể chất. Hay là cái nhà thi đấu gì đó nó ở trong nhà nhá. Cái này ở ngoài trời ấy mọi người nhá. Hình dung như thế. N3 mà hôm qua vừa đọc sách ở sách N2 à. Bị lừa đúng không? Rõ ràng bảo N3 ở đây mà xong cuối cùng là sách ở sách N2. Còn cái này dễ rồi, Koen đúng không ạ? Koen, công viên được chưa nào? Đấy, ok. Câu số 12 ạ. Marathon では周りの人に合わせようとしないで、バチャンバチャンで走るといい。Marathon では trong cái cuộc thi chạy marathon ấy thì nai đệ đúng không nào? Chúng ta đừng có tốt xin này là đừng có cố gắng làm cái gì?
cố gắng. 周りの人に合わせる là cố gắng kiểu chạy theo mọi người. Được chưa? Đừng có cố gắng chạy theo mọi người. Mà về dự tố y ở đây là đưa ra một lời khuyên. Lời khuyên. Đúng không? Là gì ạ? À. Rồi Lê Nguyên 4, Bảo Long 4, Thiên Di 4, Quyết Thắng 4. Tất cả các bạn đều chọn 4. Quý tộc 4, giữ khoảng cách. My face chậm rãi từ từ. À. Mai là từ này này mọi người. Đúng không? Là cái gì đó của tôi. À, tức là trong cái buổi trong cái cuộc thi marathon ấy thì chúng ta đừng có cố chạy theo người khác mà cứ chạy theo cái tốc độ của mình là được. Cái này là theo cái gì đó của riêng mình. My pace. Hoặc mình có thể hiểu là theo cái tốc độ của mình ấy. Nhá. Được chưa? Theo cái cách của riêng mình, theo cái tốc độ của mình thì sẽ tốt hơn đúng không? Còn technique, technique là kỹ thuật. Gizitsu đấy, kỹ thuật. Fresh là cái gì đó nó tươi, xin xen đúng không? Ừ. Còn approach là tiếp cận. Những cái từ này thì nó hơi khó một chút. Ừ. Tại vì nó là chúng ta đang chữa những câu khó nhé. Còn thực chất đi thi, đề thi thật ấy thì cái phần thi về katakana nó sẽ không có, nó sẽ không quá khó như này đâu. Câu số 13. Nani nani dankai ni oite. Rồi, jinrui shi o saiko no bunmei to omowareru mono wa donna bunmei desu ka? Quan trọng là cái gì dankai thôi. Nó sẽ là gì ạ? Nó yêu cầu chúng ta tìm một tiền tố để điền vào trước cái dankai này để tạo thành một cái từ vựng. Đúng không nào? Bạn Kim Cúc 3, Bảo Long giai đoạn hiện tại, Bích Hạnh 3, ok. Gen dankai desu ne. Ý là giai đoạn hiện tại là thời buổi hiện nay, thời điểm bây giờ. Được chưa? Thì chúng ta có gì ạ? Cái nền văn minh như thế nào? Thì được cho là nền văn minh cổ đại nhất lịch sử loài người. Trong thời đại, ấy là trong cái thời điểm hay trong thời đại này. Được chưa? Hoặc là dịch ngược lại, trong cái thời đại này thì cái nền văn minh như thế nào thì sẽ được cho là nền văn minh cổ đại nhất lịch sử loài người. Hai, ok, gen dankai được chưa? Câu số 14 ạ. Kono sagyo wa nanyani ni yatte kudasai. Từ này sẽ đọc là gì? Và tương đương với nó, ý nghĩa sẽ là từ nào hay là cụm nào. Mai cua chọn bố là 十分注意して. Là phải thật chú ý đúng không? Ừ. Quý tộc 4, Thiên Di 4, Trần Huyền thận trọng. Rồi. Thận trọng là từ này đúng không? Chữ thận với chữ trọng luôn đó mọi người. Đọc là xin chô nha mọi người nhá. Xin chô. Ừ, thận trọng. Rồi ok. Hãy đáp án của chúng ta là đáp án số 4 đó mọi người nhá. Thận trọng ạ. Thì sẽ tương đương với phải chú ý, phải rất rất là chú ý, jubun mà, đúng không? Ừ, ok. Tức là cái thao tác này ấy, thì phải làm một cách cẩn thận vào. Còn isoide là gì? Gấp, đúng không? Vội vàng, nhanh chóng. Cái này là shizuka ni. Shizuka ni là yên lặng. Rồi nhá, tiếp theo câu số 15. Gakunen ga agaru nanyani. Tức là cái việc mà năm học nó tăng lên. Đấy, tức là các cái lớp nó càng tăng ấy, càng lên lớp cao ấy thì học sinh, cái thời gian đọc sách của học sinh lại càng giảm. Kế Lâm 3, Hương Lan 3, Ameyuki 3, Phương Anh 3. Dịch ra rồi thì chúng ta chỉ còn chọn đáp án, chọn nghĩa. Cái ngữ pháp nào có nghĩa là càng càng thôi, đúng không mọi người? Cái sự thay đổi đấy. Cái này tăng thì cái kia nó cũng thay đổi. Càng cái này thì càng cái kia. Ni shitagatte desu ne. Ni shitagatte thì nó có hai nghĩa. Có thể là càng càng. Đấy, trong này sẽ dùng cái nghĩa càng càng luôn. Một nghĩa khác là làm theo. Ừ, có thể là làm theo quy định, làm theo những cái chỉ định của ai đó, chỉ thị của ai đó chẳng hạn thì cũng có thể sử dụng với nishitagatte nhá. Rồi trong này sẽ là càng càng ạ. Ở đây là gì? Ở một cái trường học nào đó đúng không?
thì người ta có tiến hành điều tra về cái thói quen đọc sách đó. Và khi mà xem kết quả điều tra thì người ta biết được một cái điều rằng, thì đây là cái điều mà người ta biết được là gì ạ? Càng học lên cao, càng lên lớp cao thì cái thời gian đọc sách của học sinh càng giảm xuống. Nghĩa là càng lớn càng ít đọc sách. Đó. Còn koto kara thì sao ạ? Cái này mình có thể xét theo nghĩa của những cái từ vựng tách được. Đây là một mẫu câu ngữ pháp nhé. Từ cái việc gì gì đó đằng trước thì người ta đưa ra cái đằng sau. Đó. Có thể sử dụng cho cái trường hợp là giải thích về tên gọi một cái gì đó. Xuất phát hay là nguồn gốc của một cái tên gọi nào đó. Từ cái việc này mà người ta có cái tên gọi như thế này. Đấy, hoặc là đằng sau sẽ là đưa ra cái đánh giá, cái nhận định của người nói nhé mọi người nhá. Hay là toshitara, tosutara, tosureba chẳng hạn, đúng không? Toshitara, tosureba, tosuruto đều là dạng giả sử. Giả sử. Đưa ra một trường hợp giả định đúng không nào? À, đúng rồi. Bảo Long đã comment rất là chính xác. Cái này là no ni kurabete thì dễ rồi. Là so với cái gì đó đúng không? So với cái này thì cái đằng sau sẽ thế nào đó. Luôn luôn phải có hai chủ thể đem ra để so sánh nhé mọi người nhá. Hai. Ok, ja ju roku ban. Câu này khá là dễ. Tô tan chắc chắn phải có tà rồi. Bốn thằng này đều tà thì không có gì để so sánh rồi đúng không? Tà tô tan ngay sau khi cái gì đó thì ở dưới hội trường đã nổ ra một tràng pháo tay rất là lớn. Vậy thì ngay sau khi ông cai trồ này ông ấy như thế nào? Tất cả động từ đều là hanasu, là nói chuyện, nói xong. Nói đúng không? Thì sau khi ông ấy gì? Ông ấy nói xong. Ông ấy đang nói. Ông ấy đã bắt đầu nói hay là ông ấy tiếp tục nói? Dĩ nhiên là sau khi ông ấy nói xong rồi. Đúng không? Còn đây là cái gì ạ? Hanashiteta là một cái hành động gì đó tiếp diễn trong quá khứ. Ừ, tiếp diễn trong quá khứ đã kết thúc rồi nha mọi người nhé. Đây là sẽ là ngay sau khi ông ấy nói xong. Oeta chính là bằng với owaru nha mọi người nhé. Oeru và owaru nó giống nhau. Được chưa? Đều là kết thúc động từ bỏ mát sự đi cộng với owaru hoặc là oeru. Đều là hoàn thành xong một cái hành động nào đó. Sau khi nói xong, sau khi ông khai cho ông hội trưởng ông ấy nói xong một cái thì ở dưới hội trường, từ dưới hội trường đã nổ ra một tràng pháo tay rất là lớn. Ok chưa? Ừ, ok. Hai, câu số 17. Câu số 17 ạ. Câu này không đọc lên nữa. Để cho các bạn tự đọc xem sao. Quyết thắng chọn 3, Hương Lan 3, Thanh Quy 3, Karasuruto nhé. Trần Hiền 3, Ngọc Tường 3, Thảo Trần 3. Các bạn đều thống nhất một đáp án thế này thì chắc là không sai đâu ha. Trần Hương 3. Rồi xét từ một cái cơ sở, một cái chứng cứ, một cái tình trạng, một cái trạng thái nào đó. Đặc biệt là cái từ vô sự này mọi người. Đúng không? Ok. Rồi. Hãy 3번 ですね. からすると xét từ. Xét từ một quan điểm, từ một người nào đấy cũng có thể sử dụng được này. Đấy, hoặc xét từ cái tình trạng, một cái trạng thái nào đó. Và người ta đưa ra đánh giá ở đằng sau. Ok chưa? Rồi, thế là từ cái bộ dạng odoroita, ngạc nhiên của anh ấy như thế kia, thì chắc là anh ấy thật sự là không biết gì đâu. Đúng không? Ừ, ok. Hai con tố sư đề bà mình vừa nhắc xong ở cái câu bên trên nó bằng với tố shitara đúng không? Tố shitara. Tố shitara tố suru to tức là giả sử, giả định. Tố omoeba nó có trường hợp là ka tố omoeba nhé. Hay là ka tố omoto đấy. Ka tố omoto. Ka tố omoto, ka tố omoeba là ngay sau khi gì đó thì đúng không? Ừ. Kiểu như là nói về hai hành động nó xảy ra liên tiếp nhau ấy, nó sát nhau ấy. Rồi còn karayuto. Karayuto thì cũng có thể sử dụng để nói về cái việc là xét từ. Xét từ cái gì đó. Nhá, nhưng mà sẽ không sử dụng cho cái yosu như này.
Được chưa? Không sử dụng cho cái yo sự như này. Có thể là cái người nào đó. Không đi trực tiếp với danh từ chỉ người nhá. Đấy, kiểu là kare no seikaku kara yuto. Nếu mà đánh giá từ tính cách của anh ấy chẳng hạn thì ok, chứ không bao giờ dùng là kare kara yuto thì sẽ không nói, không đi trực tiếp với danh từ chỉ người. Được chưa? Còn thằng này có thể đi được trực tiếp với danh từ chỉ người này mọi người. Nha. Hai. Câu số 18. Câu số 18, phần ghép sao của N2 ạ. Ghép sao của N2. 3, 4, 2, 1 này. Rồi, chúng ta nốt vào đây. Hito kuchi ni bachama chấm. Zai ryo wa samazama da. Cái nguyên liệu thì rất là đa dạng. Ở dưới này, sore sore no mise. Từng cửa hàng, mỗi cửa hàng đúng không? Toitemo, dù nói là cái này đấy, thế nhưng mà thực tế thì nó sẽ hơi khác với những gì mà chúng ta hình dung. Đấy là mẫu câu ngữ pháp. Niyotte đằng trước bắt buộc phải là một danh từ đúng không? Là có rất là nhiều nghĩa, vì do này, bởi này, tùy theo này. Ở đây thấy sore sore là mỗi là từng rồi, thấy samazama rồi thì chắc chắn là cái thằng niyotte này phải mang nghĩa là tùy theo cái danh từ ở đằng trước, mà đằng sau nó sẽ có những cái sự khác nhau, sẽ có những cái sự thay đổi hay là những cái sự biến đổi. Đúng chưa? Đó. Mà danh từ đi được với niyotte đây có cái gì mọi người? Chúng ta có hai trường hợp là 1 sẽ đi với 3 hoặc là 4 sẽ đi với 3. Lát nữa chúng ta sẽ xem về mặt ý nghĩa nhá. Toitemo, dù nói là cái này đấy. Thế nhưng mà tùy vào cái kia thì cái gì đó cũng sẽ có sự khác nhau. À đúng không? Chúng ta sẽ phải đánh giá tổng thể một chút. Tại vì ở đây chúng ta có hai cái danh từ đúng không nào? Hai danh từ. Các bạn đều chọn 4, 2, 1, 3. Ok. Rồi, thì chúng ta cùng nhau xem nhá. 4, 2, 1, 3. Ok. Rồi. Đó, thì chúng ta sẽ có 4 ở đây này. Hitokuchi ni kare rice tuitemo. Thì đây là dù nói là kare rice nói chung đấy, cái cơm cà ri nói chung đấy. Thế nhưng mà gì nhỉ? Tùy vào đúng không? Tùy vào các cửa hàng, tùy vào từng cửa hàng đúng rồi. Tùy vào mỗi cửa hàng mà họ sẽ sử dụng những cái nguyên liệu khác nhau. Đó sẽ hợp lý hơn đúng không? 4 2 1 3 mọi người nhá. 4 2 1 3. Tùy vào mỗi cửa hàng mà cái nguyên liệu nó sẽ đa dạng, nó sẽ khác nhau. Cửa hàng này sẽ sử dụng thịt bò, cửa hàng kia thì dùng toàn rau củ chẳng hạn như vậy. Đúng nào? Rồi, ok. Hai. Nên là cái sao của chúng ta sẽ ở vị trí số 2. Đáp án số 2 mọi người nhá. Hai. Ok, câu số 19 này. Câu số 19. Câu số 19 thì chúng ta sẽ có gì ạ? Fuchō datta Yamada senshu ga tsui ni goru o kimeta. À, cái tuyển thủ Yamada, cái người mà Fuchō đây có hai hướng. Một là tình hình sức khỏe không tốt, hai là cái phong độ của anh ấy không tốt, có thể là chơi chưa được đẹp lắm hay mắc lỗi chẳng hạn. Vì đây là một tuyển thủ mà, đúng không? Thì cuối cùng anh ấy đã ghi được bàn thắng. Bây giờ ghi được bàn thắng. Và ba chấm ba chấm kare ni soto atta hazu da. Thì chúng ta sẽ có điểm ngữ pháp gì ở đây? Chúng ta sẽ có điểm ngữ pháp gì ạ? Shitara, đúng không? Shitara. Chúng ta có một mẫu câu ngữ pháp là ni shitara. Ni shitara. Còn cái ni gì khác không? Không nha mọi người nhá. Ni shitara nên là một sẽ nằm ở đây luôn. Được chưa? Ni shitara. Ni shitara là đối với nhá. Mình có thể dịch là đối với. Ý nghĩa của nó sẽ là đứng ở lập trường của cái danh từ này để đánh giá xem là họ sẽ có thể là thực hiện như nào, hay là làm thế nào, hay là suy nghĩ của họ như nào. Tức là phán đoán ấy. Mình sẽ đứng ở lập trường của họ để suy nghĩ xem là họ có quan điểm, họ có suy nghĩ như thế nào. Rồi, nên là số 1 sẽ nằm ở vị trí đầu tiên luôn, bởi vì nó là một mẫu câu ngữ pháp Nishitara luôn, đúng không? Còn lại chúng ta có gì? Toyu. Rồi, pressure wa toyu thì đằng sau nó sẽ là một danh từ nhá. Đằng sau toyu sẽ là một danh từ, đúng không? Pressure wa, rồi moshi
mata misu shitara. Đây là một cụm. Một cụm. Thì chúng ta sẽ có gì? Rồi, các bạn đang chọn là 1, 4. 1, 4, 2, 3 đúng không? 1, 4, 2, 3. Rồi, ok. Đằng sau tối ưu là một danh từ. Và đằng trước nó phải sẽ là cái dạng thể thường đúng không? Thể thường. Đó. Thì chúng ta sẽ có số đằng sau 2 sẽ có chọn được đáp án số 3 vào đấy đúng không? 2 sẽ đi với 3. Toyu presha. À, và đằng trước cái 2 nó sẽ là cái gì? Sẽ là cái số 4 đây này. Moshi mata misu o shitara toyu presha. Là cái áp lực rằng thì là ôi nếu mà mình lại bị mắc lỗi nữa thì đó, thì ba chấm đúng không? Soto atta hazu da. Chắc là trong lòng anh ấy cũng có rất là nhiều những cái băn khoăn. Đúng không? Những cái băn khoăn rằng thì là thôi chết rồi, những cái áp lực như này này. Trong đầu anh ấy, trong lòng anh ấy có rất là nhiều những cái áp lực rằng thì là ôi chết rồi, mình mà bị mắc lỗi nữa thì ba chấm ba chấm. Thì sẽ rất là tệ thế nào đấy đúng không? Tại vì mình đang đứng, người nói đang đứng ở quan điểm của anh ấy, của cái tuyển thủ này để đưa ra phán đoán, chắc là anh ấy cũng nhiều áp lực lắm đây. Được chưa nào? Thế nên là mình sẽ có sổ đâu rồi? 1, 4, 2, 3 nhá. 1, 4, 2, 3. Rồi, cuối cùng chúng ta có một câu nữa. Chúng ta có một câu nữa. Kochira ni nanyani ga kakarete orimasu node goran kudasai. Chúng ta thấy có gì? No này. No đằng trước, no đằng sau, no sẽ là một danh từ hoặc một cụm danh từ này. Chuichiko là những cái điều cần phải chú ý này. Goriyo ni saishite là khi đúng không? Khi, lúc, thường để sử dụng, nói về những cái trường hợp đặc biệt. Khi lúc thì là khi lúc gì? Đằng trước nó sẽ là danh từ. Thì sẽ chỉ có là chuichiko là những cái điểm chú ý này, hoặc là goriyo là sử dụng. Thì là khi lúc điểm chú ý hay là khi lúc sử dụng? À chắc chắn là 3 rồi đúng không? Khi sử dụng đó. 3 đi về 4 rồi. 3 đi về 4 rồi nhá. Chúng ta có một cặp rồi đó mọi người. Mọi người để ý nhé, đằng trước cái trợ từ gá này phải là gì? Một danh từ đúng không? Một danh từ. Đó. Danh từ đây có danh từ gì? 3, 4 đi với nhau rồi, đằng sau nhí sai ste rồi đúng không? Nó không phải danh từ đúng không? Chỉ còn thằng số 2. Thằng số 2. Chuichiko ga kaite orimasu. Tức là người ta có viết những cái điểm cần phải lưu ý. Đúng chưa? Đấy, số 2 ở đây. Còn thằng no nữa thôi. Thằng no sẽ phải để ở sau nhí sai ste no. Đúng chưa? Nó có cái mẫu câu ngữ pháp này đúng không? Nhí sai ste no. Chuichiko. Đó. Nên là 3, 4, 1 này. 2. 3, 4, 1, 2. Được chưa? Đây là vị trí sau ở vị trí số 1 và đáp án sẽ là đáp án số 1 mọi người nhá. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã kết thúc 20 câu khó của đề N2 và N3 của buổi live stream ngày hôm nay rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một câu thông điệp như thường lệ. Mời các bạn thử thách bản thân với câu dịch này ạ. 世界一になるには 世界の努力が必要だ. Naru ni wa. Ni wa đây là gì ạ? Veru ni wa. Để mà. Để mà. Thì cần. Đúng không? Để mà trở thành số 1 thì cần phải nỗ lực số 1. Rồi. Ok, hãy để trở thành số 1 thế giới, tức là người đứng đầu thế giới đúng không? Thì mình cũng cần phải có cái sự nỗ lực tương ứng, tức là mình cũng phải là người nỗ lực số 1 thế giới. Đúng không? Đúng rồi. Tức là mình muốn trở thành số 1, mình muốn giỏi nhất thì mình cũng phải là người nỗ lực nhất. Hiểu đơn giản nó sẽ là như thế, đúng chưa? Hay, ok. Đây là thông điệp gửi đến các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay nha. Bye bye.